Ca sĩ Phi Nhung sinh ra tại Pleiku năm 1972. Cô là con lai khi có bố là người nước ngoài, mẹ là người Việt. Tuổi thơ của Phi Nhung đầy cơ cực khi học hết lớp 6 cô phải nghỉ học bán bắp kiếm sống phụ gia đình. Cô sống với 5 người em cùng mẹ khác cha khi mẹ đi thêm bước nữa. Lên 10 tuổi, mẹ Phi Nhung qua đời và cô phải chuyển đến ở với ông bà ngoại. Sau, nữ ca sĩ được người thân bảo lãnh chị sang Mỹ theo diện con lai, sinh sống ở Tampa, Florida. Tại đây, cô tình cờ gặp Trích Chi Phương trên trong chuyến đi diễn từ thiện ở chùa. Nhìn thấy được tài năng của Phi Nhung nên đã giới ý cho cô đến California để phát triển sự nghiệp. 1993, lần đầu tiên Phi Nhung xuất hiện trên các chương trình âm nhạc của hải ngoại. Với chất giọng ngọt ngào và thường chọn hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca, Phi Nhung đã nhanh chóng được khán giả biết đến. Năm 1998, Phi Nhung đã trở thành nữ ca sĩ Việt Nam ra nhiều album nhất tại hải ngoại và được khán giả yêu mến đặt cho nghệ danh nữ hoàng băng đĩa. Từ năm 2002, Phi Nhung trở về Việt Nam và tham gia trong nhiều chương giải trí. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn lớn sân, tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, làm MC, làm giám khảo các chương trình truyền hình thực tế. Trong lĩnh vực nào, Phi Nhung cũng để lại dấu ấn bởi sự chân thực, hiền lành và cô được khán giả yêu thích. Từng chia sẻ về cuộc sống riêng tư trên chương trình Ký ức vui vẻ, Phi Nhung khiến nhiều người xúc động về tuổi thơ vất vả, thiếu thốn tình thương gia đình. Tôi không muốn mọi người tội nghiệp cho mình. Nhiều chuyện buồn đã qua, tôi cũng không muốn kể lại. Tuy nhiên, hôm nay tôi xin chia sẻ rằng tôi vốn thiếu tình thương của cha mẹ. Tôi ở với ông bà ngoại vì mẹ đi lấy chồng. Vì cô là con lai nên thời điểm đó không được đi theo mẹ vì người ta sẽ kỳ thị, chê cười. Từ nhỏ, tôi đã được để ở chùa, không được ở trong nhà. Một tháng sau sinh, tôi mới được ngoại đem về. Lúc đầu ông ngoại không đồng ý, sau thấy dễ thương mới cho ở trong nhà. Mẹ tôi đi lấy chồng, tôi chưa bao giờ được gọi má, cũng không được gặp má. Đến năm 8 tuổi thì tôi được ở với má, nhưng chỉ 2 năm sau má đã qua đời. Tôi rất thần tượng mẹ. Tuy được ở chung với mẹ nhưng cũng chưa bao giờ Phi Nhung dám kêu mẹ ơi, mặc dù tôi rất là thèm được kêu. Cho đến khi mẹ qua đời, Phi Nhung mới dám lại gần cầm chân mẹ và hứa với mẹ sẽ lo lắng cho các em. Chính vì sự mất mát và thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên Phi Nhung muốn nhận nhiều con nuôi để phần nào đó có thể san sẻ được tình thương với những đứa trẻ như mình, cho các em cơ nhỡ đó thấy được có mẹ trên cuộc đời này sướng như thế nào. Hiện Phi Nhung có khoảng hơn 20 người con nuôi tại chùa và 4 người con do Phi Nhung nuôi dưỡng hiện thành công trên con đường âm nhạc là Thiên Ngân, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang và Hồ Văn Cường. Bên cạnh các con nuôi, Phi Nhung có một con gái ruột tên Wendy Phạm sinh tại Mỹ năm 1992. Wendy Phạm đỗ thủ khoa ở Mỹ chuyên ngành y tá vào cuối năm 2017. Về tình duyên, hiện nữ ca sĩ vẫn lẻ bóng dù có nhiều người theo đuổi. Phi Nhung rất ít khi chia sẻ chuyện riêng tư, tuy nhiên, cô từng thừa nhận có gắn bó với hai người đàn ông. Sau hơn một tháng điều trị COVID-19, ca sĩ Phi Nhung đã qua đời vào lúc 11h57 phút ngày 28 tháng 9, hưởng dương 49 tuổi. Đồng nghiệp và bạn bè của Phi Nhung đang lo các thủ tục để đưa tro cốt Phi Nhung về với đại gia đình của cô.